Xin chào các bác đang theo dõi video được phát sóng trên kênh Đồng hồ Kiên Đồ Cũ. Và ngày hôm nay là phiên đồng hồ buổi sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2024. Kính chúc các bác sẽ có một ngày mới cũng như là một ngày cuối tuần vui vẻ. Và trở lại với phiên đồng hồ ngày hôm nay, tiếp tục giao lưu và mang đến cho các bác bộ sưu tập lô đồng hồ cơ cổ đang được xả giá gốc tại cửa hàng. Toàn bộ các mẫu ở đây thì em đang xả với giá không lợi nhuận. Các bác mình mua hàng, nhận hàng, vui lòng thanh toán giúp em tiền cước. Và cách thức thanh toán của cửa hàng bên em thì các bác chỉ cần đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên thì bên em sẽ đi đơn nhé. Rồi và ngoài đồng hồ thì cũng sẽ giới thiệu đến các bác một vài cái mẫu kính cũng như là nhẫn mà các bác cùng theo dõi video ngày hôm nay. Rồi và trước khi vào phần giới thiệu đồng hồ thì em xin phép được mang đến cho các bác một vài cái mẫu kính nha. Kính Solex cộng chữ H, hàng có sẵn tại bên em. Đây là một trong những cái phiên bản kính mà khá là hiếm ở trên thị trường năm nay. Hiện tại thì cái dòng kính Solex cộng chữ H của nhà em đây là dòng kính hàng mã lai các bác nha. Hàng mã lai. Đấy. Form cực kỳ chất luôn. Size 140, đây là một cái form mặt rất là phù hợp với gương mặt của người châu Á mình. Gọng kính mạ vàng. Đối với những cái dòng kính này các bác mình đeo đi chơi này, đi du lịch rồi đi đám cưới đám hỏi cũng rất là phù hợp nha. Đặc biệt là vào cái thời tiết mùa hè như thế này, bước chân ra đường với cái thời tiết ánh nắng rất là chói chang, cực kỳ hại cho mắt thì các bác mình cần phải sở hữu ngay cho mình một chiếc kính để mình đeo ra đường. Đấy, đi thứ nhất là nó bảo vệ mắt rất là tốt. Đấy, thứ hai là nó cực kỳ là thời trang nữa. Đối với những cái dòng kính Solex như thế này, những cái form của nó này, một trong những cái form kính là rất là hot ở trên thị trường. Và em sẽ có 3 màu kính cho các bác lựa chọn nha. Màu đầu tiên giới thiệu đến các bác đây là màu nâu trà này. Đấy, màu nâu trà. Màu nâu trà nha. Màu thứ hai sẽ là màu kính xanh. Đấy, đây là màu xanh này. Và màu thứ ba sẽ là cái màu xanh đen như thế này. Đó, xanh đen nha. Hiện tại thì trên thị trường những cái dòng kính Solex cộng chữ H này thì người ta đang bán với giá dao động khoảng từ 900, hơn 900 nghìn đó, đến 2-3 triệu cũng có. Thì đợt này em đang xả kho. Hiện tại thì các cái mẫu kính em số lượng không có nhiều nhưng em chỉ còn vài mẫu thôi để em xả nốt cái lô kính này đi. Đấy. Thế nên là bác nào mình mua em sẽ thanh lý nốt cho các bác với giá chỉ còn có 480 nghìn một chiếc thôi nhá. Giá gốc 480 nghìn một chiếc. Đấy. Bác nào mình thích thì mình có thể liên hệ cho em qua Zalo số điện thoại bên ngoài màn hình. Cọc giúp em từ 50.000 một đơn trở lên. Và đối với kính và nhẫn thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Chỉ cần đặt cọc từ 50.000 một đơn trở lên thôi ạ. Đó. Rồi tiếp theo thì em xin giới thiệu đến các bác một vài cái mẫu nhẫn. Đối với nhẫn này thì đợt này em mới săn được một cái lô nhẫn ở trên trang eBay của Mỹ về giao lưu đến cho các bác này. Đây nó sẽ là cái dòng nhẫn như thế này. Đấy, các bác nhìn cái form của nó trông nó khá là cổ điển luôn. Rất là cổ nha. Đấy. Màu vàng kèm theo đó là một chút những cái màu thời gian trên đây. Sẽ có khá là nhiều các cái màu đá cho các bác lựa chọn. Đấy. Đối với cái này thì các bác mình có thể chụp màn hình hoặc là comment màu nhá. Kính nhẫn kèm màu. Đấy, cái màu này nó là màu sặc cờ các bác này. Kính đá với cái màu trắng sặc cờ trắng sữa như này rất là đẹp này. Đây là màu mỡ gà này. Đấy. Màu đen mắt hổ và màu đỏ ngọc như thế này các bác nha. Đấy. Rất là đẹp luôn. Nói chung hoa văn họa tiết thì nó cũng đây là các hoa văn họa tiết này. Nói chung là những cái form nhẫn này đeo nó cực kỳ chất luôn. Đấy, đồng bộ với đồng hồ này, kính, nhẫn. Các bác đeo những cái dòng này nó quá là chất này. Mà giá thì rất là tốt thôi, chỉ có 380 nghìn một chiếc nha. 380 nghìn một chiếc. Đặt cọc từ 50 nghìn một đơn trở lên, bao ship đi đơn cho các bác. Đấy, nhẫn. Nói chung là tay em, tay nữ thì đeo nó sẽ hơi bị to một chút. Nên các bác nam đeo thì em này thì sẽ rất là đẹp này. Đây.
380.000 nha. Trung giá thì rất là tốt thôi. Cái dòng này em mới đặt được trên eBay về một trang rất là nổi tiếng của Mỹ. Đấy. Rồi bác nào thích thì các bác chốt đơn cho em nha. Zalo số điện thoại 0936 050424 em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Rồi và ngay sau đây thì em sẽ đi vào phần giới thiệu cái mẫu đồng hồ nhé. Đồng hồ chiếc đầu tiên sẽ là một em Slava, một thương hiệu đến từ Liên Xô này. Size mặt ngang của chiếc này sẽ là 38, cùng với chiều dọc sẽ là size 44. Đó, ngang 38, dọc 44, form lớn dễ đeo, thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng này. Vỏ vàng và phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép như này nha. Đó, bộ máy cơ có tay cơ lên dây với 21 chân kính, có một ô cửa lịch góc 3 giờ. Phần mặt của chiếc này thì sẽ là phần mặt đã có xuất hiện những cái vết lên dầu, đã có vết lên dầu của thời gian nha. Slava Liên Xô. Mã số 1 giá 800.000 này. 800.000 các bác nha, chốt đơn em với mã số 1. Qua mã số 2 tiếp tục mang đến cho các bác một chiếc Raketa. Đây là một trong những cái phiên bản rất là nổi tiếng của thương hiệu đồng hồ Raketa, được ra mắt vào đầu những năm thập niên 70 nha. Sở hữu một cái phong cách rất là nam tính, mạnh mẽ. Đây là một cái form gọi là cực kỳ chất luôn. Đáy thép, phần thân vỏ bên ngoài của chiếc này thì nói chung là cũng còn khá là đẹp nha. Phần chân càng, vị trí chân càng thì hơi có một chút, một số chỗ nó có một chút cái vết thời gian như thế này. Chiều ngang có size 37, chiều dọc nếu tính cả chân càng thì sẽ là size 45 này. Đó. Máy cơ lên dây, cơ có tay. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Raketa này. Dây khóa thì sẽ là dây linh kiện nha. Rồi và chiếc này có giá là 900.000, để chốt đơn cho em với mã số 2. Qua mã số 3 sẽ mang đến cho các bác một chiếc Slava. Máy cơ lên dây với 23 chân kính ạ. Một em Slava form trứng nha, phong cách cổ điển. Mặt đã có lấm tấm những vết thời gian ở đây. Cọc số dạng khối và một ô cửa lịch 2 ngăn nằm tại vị trí góc 3 giờ này. Đó. Chiều ngang của chiếc này sẽ là 38, cùng với chiều dọc sẽ là size 43 nha. Đây là một form mặt lớn, cực kỳ là dễ đeo dành cho các bác. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Slava, máy cơ lên dây 23 chân kính, tình trạng hoạt động tốt, thân vỏ vàng. Giá 900.000, mã số 3. Qua mã số 4 sẽ là một chiếc Paqueta. Em này là một chiếc đồng hồ của quân đội Liên Xô các bác nha. Có khắc biểu tượng quân đội góc 6 giờ này. Mặt đã có xuất hiện những vết thời gian. Nói chung là chiếc này thì về nhà các bác phải vệ sinh lại rồi. Cọc số có cài đá đen. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng. Đấy. Gần như là còn nguyên vẹn luôn này. Phía dưới mặt đáy thép. Hai bên cạnh viền hơi có một chút vết thời gian ở đây nha. Chiều ngang size 34. Chiều dọc nếu tính cả chân càng thì sẽ là size 39 này. Bộ máy cơ cốt tay, cơ lên dây. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Paqueta, quân đội Liên Xô. Mã số 4 có giá là 700.000 nha. Tiếp tục qua mã số 5 mang đến cho các bác một chiếc Paqueta của đồng hồ Liên Xô. Đây là một em Paqueta cổ. Màu mặt xanh tím độc đáo, kèm theo đó là trên phần mặt thì sẽ có xuất hiện một chút những cái vết lấm tấm của thời gian, những cái vết lên dầu rất là tự nhiên như thế này. Đấy. Càng làm cho cái mẫu Paqueta này nó có một cái nét rất là hoài cổ. Form dáng thì cực kỳ chất luôn. Thân vỏ bọc vàng au 12.5 và có triện ở phía dưới này nha các bác. Đấy. Vỏ vàng sáng bóng. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép. Chiều ngang có size 36 và chiều dọc tính cả chân càng sẽ là size 42 nha. Máy cơ lên dây, cơ cốt tay, tình trạng máy hoạt động tốt. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Paqueta, vỏ vàng au 12.5. Đấy. Giá 900.000, mã số 5. Tiếp tục qua mã số 6 nha. Một chiếc Slava của quân đội Liên Xô. Đấy, em này thì với một cái form mặt thiết kế rất là lạ mắt luôn. Đấy.
các cái cọc số dạng mạng nhện như thế này. Em này thì sẽ có một ô cửa lịch cọc 3 giờ nha. Form mặt tràn viền. Size mặt là 36. Đó, thân vỏ vàng. Phía dưới mặt đáy sẽ là đáy thép như thế này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Slava, máy cơ lên dây 21 chân kính. Một chiếc đồng hồ của quân đội Liên Xô. Giá 900.000 các bác nhé. Chốt đơn em chiếc này với mã số 7 này. Ấy, xin lỗi, mã số 6 này. Mã số 7, một chiếc Zarya dáng tanh cổ, hàng sưu tầm. Đấy. Form mặt vuông, mặt hơi có một chút lên dầu và có một lịch nha. Thân vỏ bên ngoài của em này thì sẽ là vỏ vàng. Đấy. Mặt đáy thép. Chiều ngang có size mặt 3, 29. Chiều dọc nếu tính cả chân càng sẽ là size 35 này. Máy quất tay cơ lên dây với 22 chân kính. Đó. Zarya dáng tanh, thân vỏ vàng, đáy thép. Mã số 7 giá 600.000. Mã số 8, một chiếc Coslavin, máy cơ lên dây với 17 Jewel của đồng hồ Liên Xô nha. Biểu tượng cá kiếm, có một ô cửa lịch cóc 3 giờ. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ được bọc vàng 22K gold fill và có triện các bác nha. Ở đây các bác có thể thấy được em này thì vỏ vàng nó cũng có xuất hiện những cái vết hao mòn của thời gian như thế này. Đáy thép có khắc tên thương hiệu ở đây. Chiều ngang size 37, chiều dọc size 45. Máy cơ quất tay cơ lên dây với 17 chân kính. Đó, lên tay này. Coslavin bọc vàng 22K. Giá 800.000, chốt đơn em với mã số 8 ạ. Qua mã mang đến cho các bác một chiếc Slava, máy cơ lên dây với 21 Jewel nha. Em này size khá là lớn đấy. Chiều ngang 38, chiều dọc size 44 này. Đấy. Thân vỏ vàng, được bọc vàng au 5 và có triện ở cạnh viền nha. Một chiếc kim cổ ngỗng, cọc số có cài đá đen và lịch cóc 3 giờ này. Đấy. Dây khóa linh kiện của Citizen và mặt đáy thép. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm. Đây là phần mặt của chiếc Slava này nha. Đó. Tình trạng máy hoạt động tốt. Size lớn dễ đeo. Slava kim cổ ngỗng. Giá 1 triệu. Chốt đơn em trên này với mã số 9 này. Chiếc số 10 sẽ là một em Cardinal. Một em đồng hồ cơ cổ của Liên Xô các bác nha. Cơ lên dây với 17 Jewel. Em này có cái form khá là vuông vắn. Mặt tỏa tia, cọc số cài đá đen và lịch cóc 3 giờ này. Toàn bộ phần vỏ vàng đã lên màu bã trầu hết rồi. Đấy. Đáy thép. Em này thì có triện ở đây là được bọc vàng Âu 10 nha. Chiều ngang có size 35. Chiều dọc có size 42. Bộ máy quất tay cơ lên dây với 17 chân kính. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Cardinal Liên Xô. Giá 700.000 nha. Chốt đơn em chiếc này với mã số 10. Bostock kim rốn, máy cơ lên dây 17 Jewel. Đấy, một chiếc Bostock cổ máy 2 kim các bác nha. Một chiếc đồng hồ của quân đội Liên Xô này. Có khắc biểu tượng góc 6 giờ. Đó, form mặt bắt úp. Em này thì thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ được bọc vàng Âu 20 và có triện ở đây nha. Ở đây các bác có thể thấy được là vỏ đã lên màu bã trầu hết rồi. Đấy. Về nhà cái này các bác phải đánh bóng lại cho nó đẹp hơn nhá. Mặt đáy thép này. Size mặt ngang là 34. Cùng với chiều dọc nếu tính cả chân càng thì sẽ là size 41. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nhé. Đây là phần mặt của chiếc Bostock này. Màu mặt đen bao công. Đó, kim rốn, máy cơ quất tay 17 Jewel. Tình trạng máy hoạt động tốt. Mỗi cái vỏ vàng bên ngoài thì nó đã lên màu bã trầu hết rồi. Như này. Về nhà các bác mình đánh bóng lại thôi. Vỏ vàng Âu 20 cực kỳ dày dặn. Giá 1.180.000 nha. Chốt đơn em với mã số 11. Qua mã số 12 sẽ là một chiếc Raketa của đồng hồ Liên Xô nha. Đấy. Size lớn, chiều ngang
39 và chiều rộng sẽ là size 41 nha. Đây là một chiếc raketa tên lửa, màu mặt đen, cọc số trải tia này. Đấy. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng, đã lên màu bạ trầu rồi. Phía dưới mặt đáy thép. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Em này thì nó gần như là một cái form tròn luôn nha. Đấy. Size rất là lớn. Bác nào mình có cổ tay to, nhưng mà cái này tay trung bình đeo vẫn ok nha các bác nhìn. Tay em là tay 15.5 ấy, vì em này cái phần chân càng nó không không quá là rõ. Đấy, nó chỉ ngắn như thế này thôi, cho nên là đeo lên tay nó cũng rất là ok nha. Các bác có cổ tay tầm 15.5 đeo trở lên là đẹp này. Đấy. Giá 1.480.000 chốt đơn em với mã số 12 nhá. Mã số 13 sẽ là một chiếc slava mặt lục giác. Đây là một trong những cái form mặt cổ thiết kế với phong cách vô cùng là độc đáo luôn các bác ạ. Đó. Mặt hai lòng, ô lịch thì nằm tại vị trí góc 3 giờ này. Chiều ngang có size mặt là 35, chiều dọc size 36. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng, dây lụa linh kiện và mặt đáy thép có khắc biểu tượng quân đội CCCP ở đây. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Slava 21 chân kính, tình trạng máy hoạt động tốt, biểu tượng quân đội góc 6 giờ. Đấy. Mặt lục giác, một thiết kế vô cùng là độc đáo như thế này. Giá 1.080.000 nha. Chốt đơn em chiếc này với mã số 13 này. Mã số 14, một chiếc Pondros máy cơ lên dây với, em xin lỗi, máy cơ tự động và có hỗ trợ cơ cốt tay nha. Em này form lớn, rất là dày dặn luôn. Đấy, form thân vỏ bên ngoài là vỏ vàng Âu 10 nhá, có chịa. Nước vàng bên ngoài thì còn gần như là nguyên vẹn luôn, sáng đẹp. Mặt đã có một chút vết lên dầu của thời gian. Lịch góc 3 giờ, chiều ngang size 35, chiều dọc tính cả chân càng sẽ là size 41 này. Đáy thép. Em này sẽ có hai núm nằm tại vị trí góc 3 và góc 8 giờ nhé. Đây sẽ là một chiếc núm lịch bơm. Các bác sẽ ấn vào bên trong cái phần núm này để chỉnh lịch cho em. Onjot máy cơ lên, máy cơ tự động có hỗ trợ cốt tay 23 Jewel. Tình trạng máy hoạt động tốt. Đó, thân vỏ bọc vàng Âu 10. Em này giá 1.200.000 nha, chốt đơn em với mã số 14 ạ. Mã số 15 sẽ đem đến cho các bác một chiếc Slava máy cơ lên dây 26 Jewel nha. Em này form mặt hai lòng, thiết kế phong cách rất là độc lạ. Thân vỏ thép, có hai núm nằm tại vị trí góc 2 và 3 giờ nha. Đây sẽ là một chiếc núm lịch bơm. Các bác sẽ ấn vào bên trong cái phần núm này để chỉnh lịch cho em. Đấy. Ấn vào đây để chỉnh lịch các bác nha. Rất là tiện trong quá trình sử dụng cho mình. Chiều ngang size 37, chiều dọc nếu tính cả chân càng sẽ là size 42 này. Form lớn dễ đeo, các chức năng vẫn còn hoạt động tốt. Một chiếc Slava thân vỏ thép. Đấy, rất là chất như thế này. Giá chỉ có 600.000 thôi ạ. Nếu bác này yêu thích thì chốt đơn em với mã số 15 nhé. Em qua mã số 16 này, một chiếc Coslavin để Lucy máy cơ lên dây với 23 chân kính. Trên này mặt đã có xuất hiện những cái vết hao mòn theo thời gian như thế này. Đây cũng là một cái form mặt bắt úp. Chung là thiết kế nó khá là độc lạ cho các bác đấy ạ. Lịch biểu tượng của thương hiệu góc 9 giờ này. Thân vỏ vàng thì toàn bộ cái phần vỏ vàng bên ngoài là còn nguyên vẹn luôn nhé, không bị hao mòn. Đáy thép có khắc tên thương hiệu ở đây. Đấy, đây là một chiếc Coslavin rất là xưa, tầm 7-80 năm rồi. Size mặt 34, máy cơ có tay cơ lên dây với 23 Jewel. Nói chung là mặt cũng khá là đẹp ấy, thiết kế nó rất là hài hòa. Coslavin, em này giá 700.000 ạ, chốt đơn em với mã số 16 nhé. Mã số 17 sẽ là một chiếc Raketa của đồng hồ Liên Xô.
Đấy, form cực chất luôn, vỏ vàng sáng bóng. Cạnh viền hơi có một chút vết thời gian, được bọc vàng Au 10. Đấy. Đáy thép này. Màu mặt nâu và toàn bộ cọc số có cài đá đen. Chiều ngang size 36 và chiều dọc nếu tính cả chân cà sẽ là size 41 nha. Máy cơ có tay cơ lên dây, tình trạng máy hoạt động tốt. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Raketa. Vỏ vàng Au 10. Đó. Giá 900.000 chốt đơn cho em với mã số 17. Tiếp tục qua mã số 18, mang đến cho các bác một chiếc Paqueta của đồng hồ Liên Xô các bác nha. Đấy, em này có một ô lịch góc 6 giờ này. Màu mặt nâu, size mặt sẽ là 35. Thân vỏ vàng, hơi có một chút vết thời gian ở đây. Đấy. Phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép như thế này nha. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Paqueta này. Đấy. Form bắt úp, thiết kế chân càng nó sẽ là kiểu chân rùa như thế này. Em này giá chỉ có 700.000 thôi nha. Chốt đơn em với mã số 18. Mã số 19, một chiếc Vostok mặt vi tính. Đấy, hàng sưu tầm. Em này máy cơ lên dây với 18 G-Well này. Có lịch nha. Thân vỏ bên ngoài thì sẽ là vỏ vàng Au 5 và có triện. Cạnh viền hơi có vết thời gian như thế này. Và phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép nha. Chiều ngang size 33 và chiều dọc sẽ là size 40. Máy có tay cơ lên dây 18 chân kính. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Vostok. Vỏ vàng Au 5. Đấy. Mặt vi tính nha. Giá là 800.000. Các bác chốt đơn em trên này với mã số 19. Mã số 20 sẽ mang đến cho các bác một em hàng sưu tầm của thương hiệu Pondrot này. Nói chung em này thì nó rất là cổ rồi. Mặt đã lên dầu, số chảy tia này, có lịch này, cái form dáng này, thân vỏ bên ngoài, vỏ xi mạ, đã có vết thời gian như thế này. Chiều ngang size 37, chiều dọc size 45. Máy cơ có tay 17 G-Well. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Đây là phần mặt của chiếc Pondrot này nha. Đấy. Giá chỉ có 400.000 thôi cho các bác sưu tầm. Chốt đơn em mã số 20. Và đây cũng là mẫu đồng hồ đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay của kênh. Mọi thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ cho em qua Zalo số điện thoại 0936 050 424. Em đã ghi bên ngoài màn hình nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những phiên đồng hồ tiếp theo ạ.